Xin chào bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Racing, một mẫu xe đạp mang thương hiệu Ý, được chạy bộ group Shimano Tiagra, rất là cao cấp rồi, ở trong cái tầm giá 10 triệu. Giá 10 triệu mà các bác một chiếc xe chạy full bộ group Shimano Tiagra, nhôm sơn nguyên bản. Chạy full bộ chuyển động xịn full group Shimano Tiagra, để đặt đĩa đùi và hai bộ phanh tay lắp full group Tiagra, đánh 700c như đi vòng cứu lổ Novatec. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông tròn và tay lắc cũng là Tiagra. Phanh ba mảnh Java, xe thương hiệu Ý, quen thuộc với các bác trên xe. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Xe cho nó thoát từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Xe được trang bị bộ lip 9 tầng và 2 tầng nữa, có xe có 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động bia rất là đẹp, nếu có thấy trên hình, nó cũng là đẹp mà. Giờ giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp Java Racing đang bán tại cửa hàng em với mức giá là 10 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì hệ số Zalo trên màn hình 0975 999 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.